Dạ vâng, mến chào quý anh chị em, chào mừng quý anh chị em quay trở lại kênh xe đẹp giá rẻ của Toyota Bình Dương. Thì vẫn như mọi hôm nay em mang đến cho nhà mình một siêu phẩm Innova giữa 2016 E bản đủ nha quý vị. Quý vị lưu ý cho em nè, E bản đủ, E bản chung cách nhau khoảng 50-60 triệu là chuyện bình thường nha quý anh chị em nha. Rồi trước mặt của anh chị là mẫu Toyota Innova 2016 E bản đủ màu ghi bạc nha quý anh chị em nhà mình. Đối với mỗi xe này em xin cam kết cứng với quý anh chị là xe không kinh doanh taxi, không khoan đục, không sơn đổi màu, màu sơn zin. Đấy, màu sơn zin nha. Đấy, máy móc zin, ốc dàn cò chưa ra. Đấy, còn xe Innova quý anh chị bên em bán ra là bảo hành máy số cho quý anh chị là 12 tháng sử dụng. Và đời này thì bên ngân hàng không còn hỗ trợ vay góp băng, nhưng bên em có chương trình hỗ trợ cho bà con thiếu lại 50-60 triệu không lấy lãi suất trong vài tháng, 6-7 tháng gì đó nha. Đấy, bà con thích mẫu này hay là mẫu nào thì có nhanh tay alo trực tiếp cho bên em. Bên em có rất nhiều màu vàng, màu nói chung là màu ghi bạc, xe là mâm phay xước, xi nhanh gương tay thỏ, nói chung là đẹp hết. Đó, màu sơn si qua thời gian thì nó phải có hao mòn cũ theo năm tháng nha quý anh chị em nhà mình nha, chứ không thế nào mà mới 100% được. Sơn zin mà đấy thì sử dụng thì nó phải hao mòn chạy xước là cái chuyện bình thường nha. Xe đang trong tình trạng hoàn hảo nha. Đấy, đầy đủ xi nhan, xi bọng đầy đủ hết. Lo alo. Ui trời, ui gieo đi, anh đang bận tí đó anh chuyển tiền. Anh đéo nào cũng được hết á. Đấy, bạn đủ nên trang bị đầy đủ hết nha quý anh chị em nhà mình nha. Đấy, full đồ chơi hết đó, quý anh chị em mua về là sử dụng, không phải tốn kém tiền bạc làm gì thêm nữa. Đấy, xe đang trong tình trạng hoàn hảo nhất có thể nha. Siêu cộp không taxi nha quý anh chị em nhà mình nha, không taxi nha. Đó, xe cực kỳ đẹp. Đó, lốp nè, lốp lan dày nè, bà con thấy không, lốp lan dày hết. Đó, lốp lan dày nè, bà con thấy không. Đó, ghế nội thất là màu rất là đẹp luôn, 8 chỗ ngồi nè. Đó, trần nỉ bọc ni lông, màn hình kem lùi, kem hành trình. Bà con thấy một con xe chuẩn gia đình sử dụng chưa? Gai vân rồi là dày cui luôn, bà con coi nè. Đó, gai vân đó là dày cui luôn. Tem mát luôn nè. Đó, bà con thấy chưa? Đang trong tình trạng gọi là hoàn hảo nhất có thể luôn. Đấy, bà con mua về là sử dụng nha, không phải làm gì thêm nữa. 2016 nha. E bán đủ nha. E bán đủ. E bán chung thì nó cách nhau 50-60 triệu là chuyện bình thường nha quý chị em nhà mình nha. Đấy, vô lăng nè, đó, vô lăng đẹp luôn nè bà con. Đấy, vô lăng đẹp, màn hình Android. Đấy, xe này mà bà con không mua thì em không biết bà con mua xe nào do. Đẹp quá trời đẹp luôn. 2016 nha. Được rồi. Đấy, xe mà đồng hồ nè, nền trắng kim đỏ 12 vạn chuẩn nha. Củ số nè. Đấy, bà con thấy không? Nội thất của nó là ghế da, trong là ghế nỉ vẫn còn. Bà con thích ngồi ghế nào thì ngồi, ngồi ghế da thì ngồi, cũng ngồi ghế nỉ thì ngồi. Xi nhan gương tay thỏ nè, mâm phay xước nè, xe đẹp lắm. Giá thì để cho bà con mềm thôi, chỉ có 300 mấy số nè, bà con coi nè. Đấy, phần này BS nè, trong phần bó cứng cả 4 bánh nè. Đấy, thành khung dằn đồ là miễn bàn nhận bà con quý anh chị em nhà mình nha, lưu ý nha. Đó, bà con thấy chưa, đẹp tuyệt vời hết. Đó, bà con thấy không, tem mát đồ là nguyên zin hết. Đấy, tem mát nguyên zin nè, bà con thấy không. Đấy, đẹp tuyệt vời chưa, nhớt nhau là bên em thay mới rồi. Bảo hành cho bà con chạy là 12 tháng sử dụng nè, nước zin nè. Đó, bà con thấy chưa, 12 tháng sử dụng, giá để cho bà con là 339 triệu. Đấy, 339 triệu cho bà con quý anh em nhà mình luôn. Bà rút hồ sơ cho một con xe chuẩn gia đình, không taxi nha, không taxi, không sơn đổi màu, màu sơn zin. Rồi, kế bên cạnh đó thì bên em khá là còn nhiều mẫu. Innova G2010 giá là 225 triệu.
đến CMC là có bớt có thương lượng nè. Rồi Innova 2009 số tự động nè, chiếc này em kêu bán với giá là 269 triệu, xe đẹp không lỗi nha. Rồi đây 2016 bản trung, bên em có hai màu, màu vàng cát và màu trắng, đồng đời là 2016, giá là 286 triệu nè. Rồi Xpander nè, Xpander 2019 nè, nhạc Indo nè, số sàn nè, chiếc này là 425 triệu nè, ngân hàng có hỗ trợ vay 70% giá trị của xe nè. Đấy, Innova 2014 e bản đủ màu ghi bạc nè, chiếc này thì em đang kêu bán với giá là 285 triệu, bớt cho bà con 5 triệu nè. Rồi 2013 đăng ký lăn bánh 2014 nè, màu ghi bạc, chiếc này em bán cho bà con 265 triệu nè, 265 triệu nha. Tới xem xe là có bớt có thương lượng cho bà con. Đấy, rồi 2015 số tự động nè, 2015 số tự động siêu đẹp, chiếc này bán là 379 triệu cho quý anh chị em nhà mình luôn. Đấy, xe đẹp len ken xe quen nha, có mua là có bán nha quý anh chị em nhà mình nha. Đấy, đó, có mua là có bán cho quý anh chị em nhà mình nha. Có bớt luôn 379 triệu nha. Rồi bên đây còn quá nhiều xe luôn bà con ơi. Đây nè 2016 luôn nè, 329 triệu nè, 319 triệu nè. Evanja nè, Evanja nè, 368 triệu nè. Rồi Bander đỏ nè, cũng là 425 triệu nè. Đấy, Innova 18, 17, 19 bao la luôn quý bà con ơi. Trời ơi, đến bên em nha. Kia Karen 2015 nè, 255 triệu nè. Đấy, 14 nè, màu trắng nè, đầy đủ hết. Và con quan tâm cái alo cho em, số điện thoại là 0972 147 247 nha. Em Trường, mua bán xe tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nhận trao đổi các dòng xe nha quý bà con anh chị nha. Và ngày mai em sẽ lên sóng cho bà con Innova 2016 phần mới, chỉ có 389 triệu thôi, mà lên sóng cho bà con nè.